Chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị các bạn đã đến với shop Lan Từng Hoàng Nhung tại Hải Dương. Hiện tại là phiên buổi tối ngày 24 tháng 6 năm 2020. Xin chúc các bác có một buổi tối thật vui vẻ, một buổi tối thật nhận là nhiều niềm vui ạ. Tối hôm nay thì em sẽ update những cái mặt hàng hiện tại cơ sở nhà em có. Tại vì có những mặt hàng nhà em hết hàng rồi nên là em sẽ update để mọi người chứ tránh trùng lặp vào những cái đơn hàng mà các bác đã đặt vào buổi trưa nhá. Đó. Và hai số điện thoại mà các bác vẫn thường liên hệ đặt hàng của cơ sở nhà em là 0393 998895 và số điện thoại thứ hai là 0966121377. Nhà em nằm ở số nhà 69 ngã tư Cầu Gỗ, Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương. Đó. Các bác đến nhà xem hàng thì hỏi đến địa chỉ kho lương thực Gia Lộc nhé. Nhà em thì ngay ngoài mặt đường thôi, cũng khá là dễ tìm rồi. Đó, sau đây thì em sẽ điểm qua những cái mặt hàng trong phiên ngày hôm nay. Và bởi vì trong thời gian gần đây thì các bác có thắc mắc chút về cái tiền cước. Tiền cước thì từ trước giờ em vẫn sử dụng dịch vụ của bên bưu điện. Còn tuy nhiên thì do cái tiền cước ở bên bưu điện thì dịch vụ em thấy là vận chuyển khá là ok, nhưng thì cước nó sẽ hơi cao hơn các bên khác một chút. Nhưng mà một số bác thắc mắc nên là em hiện tại ngày mai thì em sẽ chuyển sang một đơn vị chuyển phát mới. Thì cái tiền cước nó sẽ rẻ hơn và làm được một cái mức cước đồng giá. Còn các bác mà đặt hàng ấy thì muốn hình thức chuyển qua đường bưu điện thì các bác cứ báo bên em thì em sẽ gửi qua đường bưu điện. Còn nếu không thì em sẽ gửi qua đường CNT qua nhá. Đó, em sẽ sử dụng thử bên dịch vụ bên đây xem tình hình, nếu mà cảm thấy khả quan mà các bác hài lòng thì em sẽ tiếp tục sử dụng. Đó. Và sau đây thì em sẽ điểm luôn những cái mặt hàng trong phiên ngày hôm nay. Giả hàng Pháp hiện tại nhà em đã hết hàng rồi. Một số bác xem video clip buổi sáng nay thì các bác sẽ đợi những cái phiên sau nhá. Em sẽ về những lô hàng mới. Và ngày mai thì em sẽ cập bến thêm một lô trầm rồng đỏ và một số mặt hàng thuần như là 5 cánh trắng họng hồng và già hạt châu như F2 nhé. Và sau đây thì em sẽ điểm qua luôn cả những mặt hàng rừng ngày mai cũng sẽ cập bến. Thì ngày mai các bác sẽ update những mặt hàng mới nhất ngày mai. Tối ngày hôm nay thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu các bác những mặt hàng rừng. Trước tiên thì em sẽ đi qua những cái hàng đai châu rừng bóc trụ thôi nhé. Hàng này thì số lượng cây trong một cân thì nó sẽ dao động từ tầm khoảng 4 cây đến 15 cây một cân. Đó, hàng hôm nay thì có cả size nhỏ các bạn. Đấy, hàng về nhiều, hôm nay thì còn 2 dãy châu rồi. Nhưng nói chung là cũng rất là đều tăm tắp thôi. Hàng rừng bóc trụ được cái là cái lá, bản lá nó đẹp. Và thứ hai nó không bị xước xát như vận chuyển, trong quá trình vận chuyển sâu ăn lá hay gì cả. Nên là nhìn cây nó rất là mướt và đẹp. Đó. Và hàng này thì em bán là 620 một cân. Các bác lấy từ 3 cân thì sẽ giảm giá cho các bác còn 610.000 đồng nhé. À quên, còn 600.000 đồng. Đó. Hàng rất là đẹp luôn. Đây. Tình trạng cây các bác nhìn này. Đó, rất là đẹp. Mặt hàng tiếp theo nữa, em xin giới thiệu đến một cái mặt hàng hiện tại thì đang rất là gây sốt luôn. Đó chính là cái dòng hoàng nhạn tháng 4. Các bác hỏi mặt hàng này quá là nhiều luôn đấy ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì bây giờ đến cái mùa hoa thì dân người ta mới bắt đầu người ta đi khai thác. Hoa của loại này thì rất là thơm. Một số cây thì đã tàn hoa mất rồi. Và được cái là những cái dòng hàng rừng này, cây nó khỏe đến nỗi mà những cây nhỏ xíu nó cũng đã cho hoa rồi các bác nhé. Hàng này thì em sẽ nhặt cả to cả nhỏ, cả cây vừa. Nói chung là đa phần là cây vừa và nhỏ thôi, nó cũng không có cây to lắm đâu. Nhưng mà cây nhỏ này, đó. Cái này mà là dòng hoàng nhạn tháng 8 thì giá trị cực kỳ là cao các bác ạ. Hoàng nhạn tháng 4 này em bán theo kg nhé. Em bán là 550.000 đồng một cân. Giá này thì so với giá nó trước thì em đã nhập rẻ hơn rồi đấy. Các bác tranh thủ mua. Thấy hàng về nhiều chỉ còn nhiêu đây thôi ạ. Tiếp theo thì em xin giới thiệu sang một cái dòng hàng khá là được các bác quan tâm và số lượng mỗi lần về nó cũng chỉ ít thôi ạ. Hàng này thì số lượng về mỗi lần thì nó cũng không có nhiều như các bác nhé. Tuy nhiên thì lô đợt này thì em thấy là cây khá là ổn đấy ạ. Bởi vì cái bạch hỏa hoàng này cây của nó nhỏ nhưng bông của nó rất là to. Đấy, lô đợt này cây còn nhỏ lớn đấy ạ. Năm ngoái em có lấy một lô mà toàn củ lít nha lít nhít thôi. Bạch hỏa hoàng thì bông hoa của nó to đẹp và họng hoa màu đỏ cam rất là tuyệt vời. Sau đây thì em sẽ cho mọi người xem luôn cái mặt hoa nhé. Đấy, mặt hoa của nó thì rất là rực rỡ luôn các bác này. Trông vậy thôi nhưng mặt hoa rất là đẹp. Và hàng sưu tầm nên các bác có thể lấy từ 1 đến 2, 3 lạng. Thậm chí có bác lấy hẳn 1 cân, lấy nửa cân. Đấy thì em bán theo lạng là 50.000 đồng một lạng nhé. Còn nếu các bác lấy mà tròn 1 cân thì em sẽ để tròn cho các bác là 450.000. Đấy, khóm nó cũng chỉ thế này thôi. Các bác về ghép cũng khá là dễ. Hàng sưu tầm mà, nên là không phải là... Đó, lô này còn đẹp đấy. Có những lô nó củ nó chỉ biết đây là bé tí tí như thế này đây. Đấy, có những lô như cái này thì em sẽ nhặt số lô cho các bác nhá. Đây là dòng gì nhỉ? Bạch hỏa hoàng. Tiếp theo thì em giới thiệu sang cái lô hoàng thảo Thái Bình, nhà em mới cập bến ngày hôm nay. Hoàng thảo Thái Bình mùa này ấy là cái mùa mà hoàng thảo Thái Bình đang bật mầm gốc rất là dài và đẹp đấy ạ. Các bác nhìn tổng quan một cái lô hàng như thế này. Và
Bông hoa của loại này thì rất là siêng hoa, riêng vòi hoa của nó thì cực kỳ là dài và rất là siêng hoa, dễ chăm dễ trồng. Đây là những ưu điểm đặc biệt của cái dòng hoàng thảo Thái Bình. Và sau đây thì em sẽ cho các bác xem qua cái mặt hoa của dòng hoàng thảo Thái Bình nhé. Bông hoa thì nó rất là to. Bông hoa to thì khỏi bàn rồi, được cái là có cái mắt của nó làm nổi bật lên cái dòng này. Và bông hoa của nó thành chùm rất là to và đẹp như thế này. Đấy. Nó phải xuống lá thì nó mới cho hoa nhé. Đây cũng là một dòng thân thòng. Các bác có thể ghép đứng hoặc có thể ghép thòng xuống cũng được. Em bán là 150.000 đồng một cân. Đấy ạ, hoàng thảo Thái Bình 150 một cân. Tiếp theo thì hôm nay em về một lô quế tím hàng chọn rất là đẹp. Đây là hàng tuyển chọn các nhá. Tức là cái cây của nó đều nhau, nó đều tăm tắp luôn, nó cũng không như là những cái cây lô trước. Nó hàng cây nhỏ rồi nó bị hư ngọn. Hàng hôm nay tuyển chọn thì em bán là 180.000 đồng một cân. 180 một cân cái hàng quế tím hàng đẹp mới về. Còn đây là cái hàng thanh lý này các bác này. Các bác nhìn cái hàng thanh lý cây nó nhỏ này. Và thứ hai bây giờ nó hơi bị cắt lá này. Đấy. Hàng này thì em bán theo cái giá hàng cây giống thôi nhá. Hàng cây giống là 100.000 đồng một cân. Hàng này là em bán thanh lý giá lỗ rồi. Đó. Đây. Hàng lại bao giờ nhặt đi cho các bác những cây đẹp trước, còn cây này là những cái cây lỗi ở sau thì em sẽ bán theo cái giá hàng để cho các bác làm giống. 100.000 đồng một cân cái hàng xấu, còn hàng đẹp là 180. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác đó chính là một lô kiều vuông thủy tiên cánh trắng ạ, hay gọi là kiều vuông thân lùn. Đấy, hàng mới về này các bác này. Đấy, rất là nhiều lá luôn, hàng rất là nhiều lá, rất là đẹp. Nói chung là hàng rừng thì nó sẽ có cả thân tơ và thân già. Hàng này thì em bán là 250.000 đồng một cân, kiều vuông cánh trắng. Và đây là cái mặt hoa của nó này. Đấy, đẹp như nàng kiều đúng không ạ? 250 một cân. Mùi rất là sum xê. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác đến một lô dáng hương tam bảo sắc. Đó, hàng này hàng mới về các bác nhé, hàng mới về nhà em ngày hôm nay. Tức là có cả hàng xếp, đa phần là hàng xếp rất là đẹp. Cây tươi, dáng hương tam bảo sắc, dễ chăm, dễ trồng. Và hàng này ghép trụ thì quá là tuyệt vời. Em bán là 200.000 đồng một cân dáng hương tam bảo sắc ạ. Chuyển theo bên đây thì em có cái giò long tu xuân. Long tu xuân này thì em có cả hàng cây dài và hàng cây thân ngắn này. Nói chung là các bác nhà vườn thì lấy cái loại thân ngắn này nó sẽ được rơi mầm hơn. Còn không thì các bác lấy cái thân dài như thế này cũng được. Long tu xuân thời điểm này thì đang bật mầm gốc lên khá là dài rồi. Em bán là 250.000 đồng một cân nhá. Long tu xuân, hàng này dễ chăm, dễ trồng ạ. Tiếp theo đây thì em xin giới thiệu sang một dòng dáng hương nữa. Đó chính là dòng hải yến, hoa tím đẹp, cây đẹp và em bán là 150 một cân. Hoàng thảo vôi tím. Vôi tím hoa thơm. Đấy, dòng này nó cũng như là long tu thôi, thân thòng. Hàng này thì dễ trồng, nhưng mà mùa này thì nó cũng qua mùa hoa rồi. Các bác trồng phải đến năm tới, tức là cái năm nay là các bác sẽ được chơi hoa một cái trọn vẹn nhất này. Em bán là 250 một cân hoàng thảo vôi tím ạ. Nhất điểm hồng 150.000 đồng một cân. Đấy, 150 một cân, hàng mới về. Tiếp theo thì em xin giới thiệu sang một cái dòng họ Hải Âu hay là hỏa hoàng trắng. Nó như là cái giống rất là giống cây hỏa hoàng cam không ạ? Đó, nhưng bông hoa của nó màu trắng nên có cái tên gọi khác, đó chính là hỏa hoàng trắng ạ. Đây là dòng Hải Âu nhé. Hàng này ít khi có lắm các bác ơi. Lâu hôm nay về rất là tươi này, em bán là 150 một cân. Và ngay bên cạnh đây đó chính là cây hỏa hoàng cam. Đấy, các bác nhìn hai loại cây nó chỉ khác nhau về độ size cây thôi, chứ còn đâu đó thì nhìn nó cũng khá là giống nhau đúng không ạ? Đó, cây Hải Âu thì cây rất là to, hỏa hoàng trắng. Còn riêng cái hỏa hoàng cam này thì cây lại nhỏ xinh. Đó. Hàng này hôm nay thì về số lượng hơi khiêm tốn một chút. Em bán là 200 à quên. Ở loại này thì em bán là 30.000 đồng một lạng, 300.000 đồng một cân. 300.000 đồng một cân thôi nhá. Cây hôm nay thì nó không có cây nhỏ lắm, nhưng mà được cái là toàn những cây tươi, lá xếp rất là đẹp. Đấy, cái này các bác có thể mua tầm 2-3 lạng là các bác ghép thoải mái rồi. 30.000 đồng một lạng. Và vừa cập bến một lô kiều tím miền Trung hay là kiều hồng. Hàng mùa này thì cũng đã qua mùa hoa, một số cây thì đã tàn hoa rồi. Em bán là 330.000 đồng một cân. Lấy từ 2 cân là tính giá là 310.000 đồng ạ. Đấy, cả một lô kiều tím miền Trung hàng mới về đấy các bác ơi. Đấy, rất là tươi mới nhá. Tiếp theo là một cái dòng thân thòng nữa, cũng thuộc top những dòng dễ chăm dễ ghép. Đó chính là dòng hạc vĩ. Đây là hạc vĩ Bắc các bác ạ. Đó. Hàng này thì bây giờ các bác lưu ý giúp em là không còn hoa nữa nên là nó sẽ không có thân tơ. Tuy nhiên thì các bác lấy những loại này về trồng thì rất là dễ trồng rồi. Em bán là 230.000 đồng một cân hạc vĩ Tây Bắc nhá. Giá bình thường là 250 ạ. Lô hôm nay em lấy nhiều, được cái giá ưu đãi hơn. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu cái lô hoàng phi hạc mới về đấy các bác ơi. Hàng đang bật mầm gốc rất là nhiều. Đó, rất là nhiều mầm gốc đang bật lên. Và hàng này thì ra hoa vào thời điểm xuân này. Hoàng phi hạc hoa đẹp và giá của nó chỉ có 150 một cân đấy ạ. Đây ạ, tổng thể cái lô hoàng phi hạc đấy ạ. Và một dòng mà sắp hoa tím nữa. Đó chính là
Một dòng hoa tím nữa đó chính là dáng hương đuôi sóc, hay là ta gọi là sóc lào đó. Hàng này thì em bán là 150 một cân. Cây hôm nay thì cây khá là to, không có cây nhỏ nhá. Được cái thì nó cũng không phải là, nó cũng khá là tươi đó. Và những lô sóc lào về rất là héo này. Bạch nhạn đấy ạ, bạch nhạn hàng hàng chọn nhà em này. Hàng này thì cây nó to, nó đều hơn. Có những lô cây lít nhít đấy ạ. Hàng này em cũng bán theo cái giá hàng chọn là 180.000 đồng một cân, bằng với giá quế tím. Đấy, các bác mua hàng nào thì giá tiền nào của nấy có nhá. Có những lô cây bạch nhạn nhỏ thì em bán 150 thôi. Lô này thì em nhập cao lên một chút thì nó là 180.000. Được cái các bác dùng về cây nó to, nó đẹp hơn. Bên đây đó chính là lô gì nhỉ? Hoàng lạp. Hoàng lạp thì các bác nhìn thấy cây nó khá giống sơn thủy tiên đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái mặt hoa của loại này thì nó cũng không khác nhau là mấy. Hoa thì hoàng lạp nó sẽ mỏng hơn một chút, cũng rất là sai hoa. Em bán là 150 một cân. Còn lô bên đây, em để góc bên đây, đó chính là sơn thủy tiên các bác nhá. Sơn thủy tiên thì là 220.000 đồng một cân. Hai loại này thì giá tiền nó sẽ khác nhau. Các bác yên tâm là đặt hàng ngày mai cũng sẽ về thêm một lô sơn thủy tiên nữa. Về thêm lô sơn thủy tiên nữa, thoải mái các bác chơi nhá các bác nhá. Hoa nở thì vàng rất là rực rỡ. Và em cũng có một cái lô sơn thủy tiên hàng thanh lý này. Hàng này thì nói chung là nó xấu mã. Hàng này em bán 100.000 đồng một cân. Đấy, hàng này thanh lý nhá, giá thanh lý rồi đấy ạ. Trúc Phật Bà em có tầm khoảng nửa cân, hoặc cái này không biết là có khách chốt chưa, nhưng đâu đó chỉ có tầm khoảng gần nửa cân trúc Phật Bà thôi, 500.000 đồng một cân. Tiếp theo là kiều môi tua, hoa màu vàng cánh tua rua rất là đẹp, 180.000 đồng một cân. Kiều môi tua 180 một cân ạ. Và tiếp theo đây là hương vani. Hương vani thân tím lịm này, thân tím lịm này em bán là 250.000 đồng một cân. Chỗ này nhẹ lắm nhé, chỉ có đâu đó gần một cân thôi. Hương vani dáng hương, tiếp theo là kiều vàng ạ. Kiều vàng em bán là 180.000 đồng một cân. Kiều vàng hàng đẹp, hàng mới về đó. Bông hoa của kiều vàng rất là sai hoa. Và đây là mặt hoa của kiều vàng đấy ạ, đó, 180 một cân thôi. Và em có một cái dề hoàng thảo trúc đen này. Hoàng thảo trúc đen hôm đấy thì rất là nhiều dề các bác đặt hàng, nhưng đây là một cái dề mà khách đặt hàng bỏ qua nhà lấy nhưng mà không thấy khách qua lấy. Hôm nay em sẽ đăng bán nhé. Hình này là hình D4 này, rất là to và rất là nhiều thân, thân lá rất là nhiều luôn. Các bác nhìn này, to lắm. Cái này em bán là 350 cái rề hoàng thảo trúc đen này, có duy nhất một rề thôi. Hôm trước không có đủ hàng ở cho khách mà khách này đặt thì không thấy qua lấy bao giờ. Đây, em sẽ đăng bán lại cái rề này, rất là to và nhiều lá các bác nhá. Trúc đen hoa thơm và hoa màu vàng cánh sáp rất là đẹp. Đây em có một cái rề này gọi là gì nhỉ? Đây là hoàng thảo kim thoa. Hàng thắt ngọn này, chuẩn bị cho hoa này. Và đặc biệt hơn là nó xuống lá nhé. Riêng dòng thân thòng nó sẽ xuống lá. Đấy, nguyên một rề luôn. Và cái này thì nó còn đang lên mầm gốc này. Một mầm gốc này. Hình như hôm nay em nhìn thấy có hai mầm gốc. Đó, hai mầm gốc. Đấy, một rề kim thoa đủ cho móc một giò này. Cái này sắp tới nó lên hoa ở chỗ những cái đầu ngọn này này. Đấy, thắt ngọn rồi. Rề này em bán là 50.000 nhá. 50.000 cái rề kim thoa này. Em có một cái bó bạch ngọc đuôi công này, 20.000. Đấy, cái này nó vụn vụn nữa nhá. Hàng này khóm nó hơi vụn, về cho các bác làm giống này. 20.000 cái lô bạch ngọc đuôi công. Và tiếp theo là hoàng thảo chuỗi ngọc. Hôm nay vừa về thêm một lô nữa. Số lượng hơi có ít, 200.000 đồng một cân hoàng thảo chuỗi ngọc nhá. Hàng này thì đang lên mầm, đang lên mầm gốc. Đó, 200.000 đồng một cân. Và tiếp theo nữa đó chính là dòng hoàng thảo đơn cam. Đơn cam thì em bán là 65.000 đồng một lạng. Còn có một loại nhỏ nhỏ hơn thì em bán là 50.000 đồng một lạng nhá. Cái này là top 1 trong những loại lan đáng để sưu tầm ấy. Hoa màu cam và rất là thơm. Em có một lô này gọi là lô ngọc thạch ba màu này. Chỗ này nhiều ạ. Chỗ này cũng rất là nhiều quá nhá. Lô này em bán là 70.000. Được rất là nhiều luôn. Các bác về ghép được 3-4 giò 70.000 chỗ ngọc thạch ba màu nhá. Em bán vo luôn cái lô này 70.000. Và em bỏ quên shop một cái dòng kiều nữa mà nhà em có. Đó chính là dòng kiều vuông mỡ gà. Em có kiều vuông cánh trắng này, kiều tím này, kiều vàng, và đây là kiều vuông mỡ gà nhá, một dòng màu hoa mỡ gà rất là đẹp. Dòng này tại sao nó gọi là kiều vuông, bởi vì thân nó vuông. Tuy nhiên thì thân nó sẽ dài hơn là dòng kiều vuông cánh trắng kia. Và hoa của nó là màu vàng mỡ gà hết. Loại này em bán là 220.000 đồng một cân. Còn tiếp theo thì em có một lô ý ngọc lẫn ý thảo này, hàng này hơi khô này. Em sẽ bán với giá thanh lý luôn là 100.000 đồng một cân. Ý ngọc lẫn bị ý thảo nhá, hàng đang bật mầm rất là nhiều. Đây cái mầm của nó này. Cây nó khô thôi, giá loại này bình thường là 200 đến 220 đấy. Đây cái mầm của nó này, đấy, có nhìn chưa? Cây càng khô bật mầm càng dễ cho các bác làm giống, 100.000 đồng một cân. Em có một cái khúc vẩy rồng nguyên bản nữa nhá. Khúc này nó cắm vào một cái khúc gỗ này, đó. Rất là nhiều luôn. Các bác nhìn này, rất là nhiều thân. Cả một cục to này em bán là 400.000, 400.000 đến khúc vẩy rồng này. Về các bác chỉ việc treo lên thôi, rất là nhiều lá luôn. 400.000 đến khúc vẩy nhá. Khúc vẩy rồng nguyên bản số 1 em bán là 400.000.
Và đây là cái dề thứ hai. Dề thứ hai vảy rồng thì em bán với giá là 300.000. Dề này em cân là 2 cân 2. Giá bình thường là 150 một cân. Đó, có hai cái dề. Cái này các bác ốp nguyên lên cây thôi. Được cái hàng dề nó rất là khỏe. Còn cái hàng mà nó nhỏ nhỏ từng khóm nhỏ lẻ này em bán là 150.000 đồng một cân. Ngày mai sẽ về thêm một lô vảy rồng mới. Đấy, nhưng mà hàng bây giờ cũng rất là đẹp luôn. Nó từng miếng này, 150 một cân vảy rồng. Em có hai cái dề kiểu tuyến miền Trung ạ. Dề này em gọi là dề số 1 nhá. Đấy, nó nguyên một cái mảng này này, các bác nhìn này. Nguyên một mảng. Về các bác ốp dễ khá là xanh tươi, 180.000. Tiếp theo là dề số 2. Dề này thì được cái là thân nó to, nó mập hơn nên là được nó nặng cân hơn nhớ nhá. Đây có cả thân tơ và thân già. Các bác lưu ý nhá, hôm qua có một số bác hình em đã quay chi tiết cái hình này rồi. Dụ đã quay hình thì thôi, tức là mình đã ưng cái hình ấy thì mình phải lấy. Nhiều bác thì xem rõ hình xong đến nơi các bác lại vặn vẹo các kiểu con là điểu luôn. Đấy, mình lấy hàng cân thì có thể các bác không biết được cái bọn bên em nhặt hàng như thế nào, nhưng mà đảm bảo bọn em cũng phải nhặt lựa cho các bác những cái hàng đẹp rồi. Còn đây là đã quay trực tiếp như thế này, mình ưng mắt mình hãng đặt. Nhiều bác lại xem xong về nhà lại vẫn còn soi xét nữa thì em không hiểu là các bác soi xét cái gì. Đấy, cái dề này thân mập nhá. Đó, cái dề này em bán là 270.000 nhá. Đấy, một dề này 270.000. Em còn duy nhất một cái lô cuối tháng 8 này. Lô này em bán cả lô nhá. Cân cả lô này em là 1 cân mốt nửa lạng, giá bình thường là 630 một cân. Em bán nguyên cả lô này là 600.000, 600.000. 600.000 một cân mốt nửa lạng nhá. Đây tình trạng nó sẽ có những dề này. Thứ nhất là có một dề này. Đấy, đây là quế xếp đấy ạ. Quế trắng tháng 8 này, 2 này, nghĩa là nó nhiều cây nhỏ hơn thì em sẽ bán theo giá rẻ. 3 này. 4 này. Ôi cây này cây cột cây lá nhăn này. Đấy, cây này lá nhăn. Đây, đây ạ, tình trạng cây nhá. Đây, cả lô quế này. Đó. Tức là các bác về các bác vẫn ghép được một giò đẹp. Đó, tình trạng đây, cả cây to cây nhỏ, cả lô này em bán cả lô là 600.000. Đấy các bác ưng xem kỹ tình trạng nhá. 600.000 lô này. Em có hai cái dề hoàng phi hạc ạ, em bán là 200.000 hai cái dề nhá. Hai dề xinh đẹp. Đấy, một này. Hai dề, đấy, 200.000 hai cái dề to tướng này. Em có một số cái lô trầm tím. Đây là hàng của Thái Lan nhá. Hàng này thì bình thường em bán theo bảng. Nghĩa là một bảng nó bình thường nó phải rơi tầm 300-350. Nhưng giờ thì lô này nó bị có một số cây cuối, bảng cuối nó xấu, xấu mã. Về cho bác làm giống. Hàng này là hàng trầm Thái các bác nhá. Đó, đây. Cái này bị gãy, có bông hoa này. Mỗi lô này em bán với giá là 200.000 một lô. Đấy, về cho bác ghép này. Đây lô số 1 thì gồm có một bảng này. Bảng này thì đang lên mầm này. Đấy, nhưng mà thân này của nó hư rồi. Đây, bảng thứ hai cũng lên mầm này. Đấy. Đây là bảng thứ ba, hàng đang lên mầm gốc nhá. Tức là bảng xấu em đã bán thanh lý lỗ rồi, em quay chi tiết bác nào lấy được thì lấy. Bảng số 4 này. Đây là bảng số 5, để nó sẽ bật mầm gốc và những cái thân này các bác có thể cắt ra ươm kim. Lô 1 em bán là 200.000. Tiếp theo là lô số 2, lô này thì cũng 200.000 nhưng được 4 bảng. Đấy, bảng số 1 này. Đấy. Về những cái thân này nó bị gập thôi nhưng các bác cắt ra ươm kim bình thường. Đây ạ. Bảng số 2. Cái này thì nó bị hư đầu ngọn này. Mầm gốc đang bật lên. Đây là bảng số 3. Đây là bảng số 4 này. Đấy, bảng số 4. Đấy, cũng bị hư đầu ngọn. Đấy, em bắn thanh lý rồi nhá. 200.000 4 bảng này. Lô số 4 cũng 200.000. À, lô số 3 cũng 200.000. Đây ạ. Một bảng này. Đây là bảng số 2 này. Đây là bảng số 3 này. Đây là bảng số 4 này. Đây bảng số 5. Đấy. Nó sẽ có cả những cái thân hư. Đấy, ngày mai sẽ cắt tỉa bớt đi cho các bác. 200.000. Lô số 4 cũng 200.000. Một khúc này. Hai khúc này. Đấy, cái này nó bị hư đầu ngọn này. Ba khúc này. Bốn khúc này. Đấy, bốn khúc. Đấy, mầm lên rất là nhiều. 4 khúc này cũng 200.000. Và cuối cùng là lô số 5 cũng 200.000. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 4 lô này cũng 200.000. Đấy, có một số lô thanh lý trầm tím hàng Thái Lan. Em có một lô, đây là lô phi điệp mắt đỏ hàng gieo hạt ạ. Phi điệp mắt đỏ. Hàng này thì bình thường em bán 35.000 một cốc, tuy nhiên thì còn mấy cốc cuối nó xấu này. Đây là một cốc này. Hai cốc này. Ba cốc này. Bốn này, năm này. 6 7 8 9 10. Cốc này thì có một cái thân nó hư. Đấy,
Nói chung là tổng quan thì có cây đẹp cây xấu. Đó. Bây giờ em sẽ bán thanh lý với giá là 180.000 đấy, giảm một nửa luôn, 180.000 cái lô này, 10 cốc tính ra có 18.000 một cốc thôi. 18.000 một cốc phi điệp đấy. Em còn duy nhất một bảng trầm 6 mắt này, 200.000. Giá bình thường là 300, cái này về các bác cắt ươm ki. Trầm 6 mắt thì hàng đột biến nên giá trị nó sẽ cao hơn ạ. Nhìn cây nó xấu xấu nhưng mà hoa của nó thì lại rất là đẹp, đẹp tuyệt vời. Tiếp theo thì em giới thiệu đến hàng thuần. Em có thứ nhất là những dòng cây đay châu hồng cánh sen. Hàng này em bán 250 một cây. Lấy một cặp là 230.000 một cây nhá. Đó. Đay châu hồng cánh sen. Còn trên đây là những cái cây chóp Mỹ hàng cây giống này. Bình thường là 85.000 một cốc, hôm nay em sẽ bán là 80.000 đồng một cốc, số lượng còn ít thôi, 80.000 đồng một cốc hàng ki nhá. Phía trên đây là những cây đay châu lai với hoàng nhạn. Loại này em bán là 150.000 đồng một chậu. 150.000 đồng một chậu. Hàng của Thái Lan. Hàng này thì các bác lưu ý là hàng vận chuyển từ xa nó sẽ có một số lá nó bị dập như thế này này. Đấy, vận chuyển nó đè lên nhau. Nhưng mà tổng thể cây nó không hề xấu nhá. Hàng này em bán chỉ còn số lượng ít thôi. Và tiếp theo là những cái ki này, ki châu Như F2 này, 50.000 đồng một ki. 50.000 một ki nhá. Thân dài hơn là 70.000. Đấy, hàng này thì để cho các bác bắt hoa bẹt ấy. Lô trước sổ ra hoa bẹt rất là nhiều. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác sang một cái lô Dendro Xuân này. Dendro Xuân hàng rất là hút khách vào thời điểm dịp mùa xuân, thời điểm Tết. Hàng này thì bây giờ thì các bác nhập thì giá chỉ có 95.000 một cốc thôi. Giá này Tết tầm 150, 180 một cốc ạ. 95.000 một cốc thôi nhá. Số lượng thì nhà em còn ít thôi. Đấy. Bên đây cũng chỉ còn vài cốc thôi. Dendro Xuân hoa nở vào dịp mùa xuân. Hoa rất là đẹp và rất là nhiều màu sắc. Hoàng thảo Trần Tuấn ạ. 140.000 đồng một lạng. Đấy, cái này thì còn một số ít thôi. Các bác về làm giống nhá. Cái này gắn liền với tên của một một anh tìm ra nó, đó chính là vua Lan Trần Tuấn ạ. Tiếp theo là hoàng thảo Thái Bình hoa vàng. Hàng này thì em đang thanh lý với giá là 150 một cặp nhá. Giá bình thường là 150 một chậu. Hôm nay thì em sẽ bán theo cái giá là 150 một cặp bởi vì nó xuống lá rồi, nó xuống lá. Đấy, nó trụi hết lá về các bác làm giống thôi. Một số cây nó còn bật mầm ở phía gốc rồi. Nó đang bật mầm từ gốc đây. Đó. Em có một vài châu Thái sổ số đây. Những cây này em bán bình thường là 170 đấy ạ. Hôm nay thì còn số còn 4 mấy cây này thì em bán là 150 một cây nhá, 150.000 đồng một cây. Đấy. 150 một cây đai châu Thái. Mặt hoa sổ số ạ. Đấy có cây màu đỏ, đấy đa phần là tía đỏ. Và tiếp theo thì em vẫn có những chậu giả hạc Hawaii. Đó, hàng lô đợt này thì rất là đẹp luôn các bác ơi. Cây lớn này, hàng Hawaii thì thông thường Tết người ta sẽ bán theo đầu ngọn các bác ạ. Đó, hàng này em sẽ bán theo chậu nhá. Một chậu nhiều thân như vậy có giá là 280.000 đồng một chậu. Hàng này ngoài thị trường các bác, tức là các bác trồng chỉ từ giờ đến Tết thôi. Độ dài nó là từ 50 đến 60 cm là người ta bán ra thấp nhất cũng 750 một thân rồi. Đó, Hawaii này thì em bán theo chậu. Một chậu cũng phải rơi tầm tùm 2 này, 4, 6, 7, cũng 7, 8, 9, 10 thân. Tức là tùy chậu nhé. Chậu nào thân dài thì nó sẽ ít thân hơn. Ví dụ chậu này thân nó ngắn thì nó sẽ có nhiều thân hơn. Chậu này còn 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 thân cơ. Đấy, đồng giá là 280 một chậu. Từ 7 đến 10, 10 thân, 280 một chậu. Rất là đẹp. Tính ra chỉ có 28.000 một ki thôi. Cái này các bác mua hàng ki thấp nhất cũng phải đến 50 đến 60.000 rồi. Đấy, 280 một chậu nhé. Hàng còn số lượng ít thôi. Hàng này bán cực kỳ là chạy hàng và không có hàng đâu ạ. Tiếp theo là những cái cây tam màu sắc hàng đột biến này. Hàng này em bán là 230.000 đồng một chậu. Tam màu sắc hoa vàng. Để hàng này hoa cánh trắng à họng mà hoa vàng và họng trắng nữa nhé. Hàng đột biến là như thế ạ. Hàng sưu tầm 230 một chậu. Và tiếp theo thì em có những cây cửu bảo tiên lavanda. Đó. Những cây cửu bảo tiên lavanda hoa rất là đẹp. 150.000 đồng một chậu. 150 một chậu. Cái hàng chỉ còn tầm 5-6 bảng nữa là hết hàng rồi. Hàng này hết hàng rồi các bác nhá. 150 một bảng này. Em có một lô nhất điểm hồng. Nhưng mà hàng này hàng thanh lý này. Cả một lô rất là nhiều em bán 50.000. Cả một rổ luôn. Hàng này cho bác về làm giống nhá. Xuống ngô lá này 50.000 cái lô này. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu các bác một số những dề phi điệp tím hàng Lam Lào. Em có hình D8 này. Là một dề thân đỏ rất là đẹp. Hình này em bán là 400.000. D5 là một dề 580.000 này, 580.000. Nguyên một dề. D6 là 470.000. D2 là một dề phi điệp tím 380. Hàng này là hàng chưa rõ mặt hoa các bác nhá, cho các bác bắt mặt hoa sổ số, hàng Lam Lào thì tỷ lệ sổ ra mặt bông đẹp rất là nhiều. D4 là 480 này. D3 là 580.000. Tiếp theo là D
7 là 420.000 và cuối cùng là D1 là 550. Đấy. Tổng quan này có một số cái rề này các bác làm sưu tầm hàng phi điệp vùng miền, hàng xổ số. Em có một cái chậu trầm đồng đỏ này. Chậu này bình thường hôm vừa rồi vận chuyển là cái xe nó đè, nó cái sức nóng của xe làm nó bị hư cái đầu ngọn, nó nóng quá ấy. Bây giờ những cái thân này các bác về chủ yếu là chỉ có để làm, một là cắt ra ươm ki thôi. Thì cái giò này ban đầu nếu mà tính ra nó phải đến 180-200.000 một thân đấy. Nhưng mà hôm nay thì cái giò này nó bị hư đầu ngọn này. Hôm trước em còn bán 260 này. Hôm nay em sẽ giảm giá cái này, này em bán là 150 nhá, hai ngọn, hai thân này. Thực ra là cái này em có thể em cắt ra em ươm ki luôn thì nó sẽ rôi hơn, giá trị hơn. Tuy nhiên thì không có thời gian đấy, nên em sẽ bán cho các bác để một số bác mà muốn tập chơi có thể cắt ra những cái phần này để các bác ươm ki, cắt khúc ra nhé. 150 hai thân này, tính ra chỉ có 70.000 đồng một thân trầm tường đỏ. Cái này các bác mua không đâu có đâu. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu sang cái lô đen rỗ mắt đen. Hôm nay thì sẽ có một số những chậu em bán thanh lý, một số chậu thì đẹp em cũng sẽ bán giảm giá. Đen rỗ mắt đen này, hàng này là chủ yếu là cái hàng để các bác chơi Tết thôi. Đó. Nhưng mà cái thời điểm này nhà vườn người ta xuất ấy, là các bác sẽ được mua cái mức giá rất là rẻ ấy. Đầu năm hoặc cuối năm là cái hàng này nó cực kỳ là chạy hàng luôn. Như cái thời điểm trước này em cũng đã, tức là thời điểm năm ngoái và đầu năm nay này em cũng đã bán mặt hàng này rồi. Còn lô này thì hôm vừa rồi ấy, nhập về thì em bán là 470 một chậu đấy ạ. Hôm nay thì em sẽ giảm giá kịch sàn luôn. Đặc biệt mà có một số chậu nó hơi bị hư trong quá trình vận chuyển này, em sẽ xả lỗ luôn nhau nhá. Hôm nay thì em còn duy nhất 10 chậu đen rỗ mắt đen thôi. Những cái chậu này bình thường là 470 đấy ạ. Mà thời điểm Tết nó còn trên 600.000 cơ. Nên các bác hôm nay chỉ mua với mức giá là dưới 400.000 đã có một cái giò đen rỗ hàng đẹp rồi, hàng rất là xịn sò. Đấy ạ. Sau đây thì em sẽ cho mọi người xem qua cái mặt hoa của dòng đen rỗ mắt đen nữa nhá. Dạ, đây là cái mặt hoa của dòng đen rỗ này các bác này. Đó, bông hoa cánh rất là tròn và họng của nó đen nhung này. Nên tại sao người ta thường gọi tên nó là đen rỗ mắt đen. Và hàng này nở hoa vào dịp thời điểm mùa xuân ạ. Em có duy nhất 10 chậu thôi ạ. Và sau đây thì em sẽ điểm qua từng chậu nhé. Với giá hôm nay các bác không mua thì rất là tiếc luôn. Có 10 chậu cuối cùng em thanh lý để ngày mai em sẽ nhập những cái lô hàng mới về dọn chỗ ạ. Đầu tiên em gọi đây là U1 này. U1 hôm trước bán giảm giá 330, hôm nay thì còn giảm giá xuống một lần nữa là 280.000. Chậu này thì nó có một vấn đề là cây nó rất là đẹp nhưng mà nó bị hai cái đầu ngọn, một hai đầu ngọn nó hơi bị hư. Ví dụ như đầu ngọn này, hôm vừa rồi nó chạm vào thân này, chạm ấy này. Đầu này như là cũng bị hư cái đầu ngọn này, còn đâu là những cái ngọn này rất là đẹp. Đó. Chậu này đang lên ki rất là nhiều, 280.000. 280.000 cái chậu này nhá. Đây là U1. U2 một giò rất là đẹp luôn, giò này khả năng cao là không bị hư một chút nào. Và nhìn tổng quan các bác nhìn này, rất là to nhá. Giò này em bán là 360.000. Đấy, giò này 360.000, bác nào không mua thì tiếc lắm. Tiếp theo là giò U3. U3 là một giò thanh lý đây. Giò này ngày mai gửi đi, thứ nhất là em xin phép là sẽ cắt ra, bỏ cái chậu nhá, bởi vì cái này nó hơi nặng, gửi đi thì tiền cước nó sẽ cao hơn. Còn dù sao thì các bác về vẫn phải tháo này ra, các bác trồng lại từ đầu. Giò này em bán thanh lý là 150. Đấy. Giò này thì nó bị hư một số cái thân đầu ngọn này. Đấy. Mai cắt ra thầm để gửi cho nhẹ cước nhá. U4 là một giò 250.000. Đấy. Rất là tiếc luôn. Hôm rồi là gửi đi xe pháo mùa nóng ấy. Người ta để gầm xe thành ra cái đầu ngọn nó bị vướng vào ấy. Cái nóng, sức nóng nó không chịu được nên thành ra nó bị hư một số đầu ngọn này. Một số ngọn nó thấp thì nó không bị sao, ngọn nào cao quá nó bị hư. Nhưng mà được cái là mầm gốc đang bật lên rất là nhiều. Đấy, chậu này em bán 250. Đấy, mùa nhập vào còn không được cái giá này đâu luôn các bác ơi. 250. U4. Tiếp theo là U5 là một giò 350. Giò này thì đẹp này quá này. 350.000. Đấy. Thân lá đẹp, nói chung là đó. Đây, đây là giò đen rỗ mắt đen, nhiều thân. Em bố tạm như thế để cho nó đỡ bị xòe dạ. Đây là U mấy nhá? U6. Không phải, đây là U5. U5 350. Tiếp theo là U6 này. U6 là một giò 290.000. 290.000. Đấy, một cái giò mà cũng nhiều thân nhưng mà đây này, toàn những cái giò vận chuyển về nó bị lỗi này, rất là bực mình không đấy. Các bác nhìn em sẽ bôi keo liền sẹo rồi. Các bác về có thể cắt những cái này ra ươm ki được nhá, ươm ki. Tại vì dòng đen rỗ thì đa phần người ta ươm ki này, hàng từ ươm từ ki ra. Giò này 290.000 này, nhiều thân. Đây là U6. U7 cũng là một giò 290.000, cũng nhiều thân. Đấy, nhưng mà nó cũng bị hư một số thân này, 1 này, 2 đầu ngọn này, 3 đầu ngọn này, 4 đầu ngọn. Đấy, nói chung là cũng bị hư một số đầu ngọn rồi. 290. Đấy, chủ yếu về các bác trồng để làm giống này. Giờ 400 mấy giờ còn 290.
Đây là U mấy nhỉ? Đây là U U7. Chuyển sang vào U8 là một giò đẹp 360.000. Đây, tổng quan cái giò U8 này 360.000. Đó. U9 là một giò 350.000. Đấy, U9 đây cũng là một giò đẹp. Giò nào trên 300.000 thì đều là giò đẹp thôi. 350 một giò. Ở cuối cùng là U10, giò này bán thanh lý 180. Đấy, cũng bị hư một số thân ngọn này. Đấy. 180, các bác chủ yếu về làm giống nhé. Bác nào mát tay trồng thì nó sẽ lên khỏe thôi. Và hôm trước em có chơi mini game ấy, phần quà em đã gửi tặng cho người giải đoán trúng con số may mắn của giải xổ số mà đặc biệt miền Bắc này nhá. Để một số các bác không thắc mắc, tại vì mấy lần em bảo công bố mà em toàn quên thôi. Em chỉ nhớ là con số hôm đấy là con số 27 và đã tìm ra một bác. Em có ghim tên bác ở trên cái bài đăng, cái bình luận đấy, ghim tên bác rồi. Và chắc là hôm nay là bác đã nhận được hàng rồi nhá mọi nhá. Để các bác thắc mắc là sợ là bên em lại không gửi quà cho khách ấy, thì em có nói qua là như thế. Đấy, đây dòng đen rũ mắt đen, còn duy nhất 10 giò thôi. Còn duy nhất 10 giò. Tiếp theo thì em còn một số cây dendro nắng. Dendro nắng thì em chỉ còn duy nhất vài màu thôi. Đấy, những cái cây này là cây dendro nắng ra hoa quanh năm này. Ví dụ đây là cây 4N này, nắng 4N này. Bình thường em bán 80.000 đồng một cây đấy ạ. Còn hôm nay thì em sẽ giảm giá cho bác là 70.000 đồng một cây. Các bác mà đặt số lượng từ 5 cây là em sẽ giảm cho bác một lần nữa là 60.000. Đấy. Hàng này thì bình thường em bán 80, hôm nay thì còn số lượng mỗi loại nó còn ít quá thì em bán bớt giá cho bác. Đây ví dụ cây mặt hoa này là cái mặt hoa của dòng nắng 4N này, hoa đẹp ạ. 70.000 một cây, lấy 5 cây là tính giá 80.000, à quên 60.000. Tiếp theo là cây ba hồng. Đấy, hàng này thì cây nó lùn hơn. Đây là dòng ba lưỡi hồng xen lẫn với ba lưỡi vàng quá nhá. Đây, ba hồng ba vàng này. Đấy. Nhìn nó hơi đậm giống một tím đúng không ạ? Đấy, cây này thì nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Cũng 70.000 đồng một cây, lấy từ 5 cây tính giá là 60.000. Giá này các bác mua những cái phiên trước đây là không có giá đâu, tại vì bây giờ em chỉ còn duy nhất 3 loại thôi. Nên thành ra là em giảm giá là như thế, chứ không giá bình thường các bác mua 5 cây chỉ được giảm 5.000 thôi. Mua 10 cây mới được giảm 10.000 ạ. Hôm nay thì duy nhất hôm nay là đã mua 5 cây là đã giảm 5.000 một cây rồi. Còn đây là cây thỏ vàng này, cây thỏ vàng cũng 70.000 đồng một cây. Mua từ 5 cây tính giá 60.000. Và mặt hoa của thỏ vàng thì rất là sai hoa, nó như cái dòng tai thỏ này quá này. Đấy, tai thỏ này. À và còn đây là cây gì đây nhỉ? À cây, còn duy nhất một cây bò vàng này, em không để ý là còn một cây bò vàng, cũng 70.000 đồng một cây. Còn duy nhất một cây bò vàng này thôi. Và sau đây thì cái mặt hoa của bò vàng cũng là một cái dòng hoa cánh xoắn, không thể chê được ạ. Đây ạ, cái bông hoa của bò vàng đây. Đây là dòng bò vàng nguyên gốc nhá, nhá, không lai bất cứ cái gì. Đấy, còn bốn loại thì còn duy nhất một cây bò vàng, thỏ vàng này và ba hồng và nắng 4N thì ba loại đấy nhiều hơn. Tiếp theo thì em có một số chậu trầm tím này. Trầm tím này, hôm nay em sẽ bán đồng giá là 230 một chậu nhá. Giá bình thường là 280, hôm nay thì em sẽ bán đồng giá là 230 một chậu. Em sẽ nhặt cho các bác những cái chậu đẹp đi trước. 230 một chậu trầm tím hàng rừng, hàng này thì hàng ươm từ ki thân già ra. Bình thường 280 thôi nhá, hôm nay thì em còn ít em bán theo giá thanh lý luôn. Đấy, đồng giá. Và cuối cùng thì những cái dòng phân thuốc nhà em vẫn cung cấp đầy đủ nhau nhá. Đó, các bác đặt hàng thêm dòng phân thuốc nào các bác bảo em. Sau đây thì em xin phép là kết thúc clip tại đây và nhận đơn hàng các bác ạ. Xin chào, hẹn gặp lại.